Hello, mến chúc quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay là Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái căn nhà theo phong cách tân cổ điển rất là châu Âu nha quý anh chị, theo kiểu Pháp á, với tông màu là tông màu trắng, có diện tích là ngang 4,5 m, dài 13 m, hướng là hướng Tây Nam nha quý anh chị. Một ngôi nhà 2 lầu có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh với một cái mức giá rất là thích hợp luôn, 2 tỷ 550 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Một căn nhà mà đường xe hơi chúng ta di chuyển vào bên trong nhà luôn đó, và rất là gần chợ cũng như là đầy đủ tất cả các tiện ích cho quý anh chị sử dụng, khu vui chơi giải trí cũng như là trường học, đầy đủ tất cả các công năng, không thiếu một thứ gì luôn quý anh chị đó. Một ngôi nhà sổ hồng riêng, nên quý chị nào mà muốn sở hữu căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc để mình đi xem ngôi nhà này thực tế cũng như là được tư vấn rõ ràng pháp lý nha. Quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ quay cận cảnh và chi tiết từng góc ngách ngôi nhà của chúng ta đẹp như thế nào nha quý anh chị.